Ừ, khéo trên ngã. Đi đi. Ra đi nào. Từ từ thôi, từ từ. Ca, đi vào đây ca. Chạy nhanh thế. Ừ, quá, cơm, cơm, cơm. Nào, để mẹ lấy ra cho nhá. Đang bị nhốt mà. Đứng im đó. Đứng im đó đi mẹ. À, đâu hết rồi. Không thấy con nào cả. Đi đâu hết rồi. Mẹ cũng không biết nó gà ở đâu hết rồi ạ. Hay là gà ăn no rồi, trốn rồi nhỉ? Đi đâu rồi nhỉ? Đang trốn trong bụi cây kìa. Con có thấy gà không? Ca ca đâu? Ca cây. Ca đang trên cây đang ngó đây. Đi vào đây, mẹ thấy có con gà đang ấp trứng. Đi vào đi. 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 Đây. Cứ ở đây. Cho đi vào, cho nó đi lập trứng này. Đây này. Đây này. Con gà đó, đi vào đây lấy trứng nào. Lấy trứng. Cà cà đang ngon đó, ca lại lấy một quả trứng về đây cho mẹ đi. Để về mẹ rán cho em ăn. Đó, quả trứng đó. Đây con gà ấp trứng á. Ôi, ca đứng xuống đây ca. Đứng xuống đây, đứng đây, đứng đây. Đây, con gà đang ấp trứng nha, để mẹ lại mẹ xoa đầu con gà tí nha. Con có sợ con gà không? Con gà. Con gì đây? Con gà. Con gà. Đứng nắng này, đứng nắng này. Đây này, trứng này nữa này. Mình lặt trứng về đi. Đây này, gà ăn đẻ ra một lấy trứng này. Con cầm lấy cái môi đi để mẹ lặt trứng về nhá. Lặt trứng về này. Ôi. Đó. Hai quả này. Đây nè. Mẹ. Đi về đi. Thôi để ca ở lại đó đi, đi về nè.
Chất lượng quá nhờ.